Thứ tư, đạo đế, con đường đưa đến trạng thái không còn đau khổ. Đức Phật dạy, có hai cực đoan mà con người không nên theo. Một là lối sống buông thả vào các đam mê quyến rũ, hưởng thụ khoái lạc, nhất là nhục dục, tìm kiếm thỏa mãn một cách bất chấp, man rợ, thấp hèn. Hai là ngược lại, là lối sống khổ hạnh, khắc khe, hành xác, hạ tiện, cực khổ, thấp kém. Có một lối sống ở giữa, tránh được cả hai cực đoan, được gọi là con đường trung đạo, với 8 nhánh, hay còn gọi là bát chánh đạo. Trung đạo có nghĩa là dung hòa, cân đối, chừng mực, không thiên lệch về một phía. Chính sự trung dung cân bằng này giúp chấm dứt cố chấp và những hệ quả tiêu cực trong cuộc đời. Đây là con đường đem lại trí tuệ, an tịnh và khai mở tâm linh, đưa đến trạng thái không còn đau khổ. Bát chánh đạo, lộ trình tu tập giải thoát khỏi khổ đau. Bát chánh đạo với 8 nhánh theo thứ tự lần lượt sẽ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ nhất, chánh kiến, sự thấy biết chân chính là yếu tố đầu tiên trong bát chánh đạo. Chữ kiến trong chữ Nho dịch nghĩa là thấy. Việc đầu tiên của tu hành Phật Pháp là chúng ta xác định một quan điểm, một lập trường, một hướng đi đúng đắn. Chánh kiến là sự hiểu biết, quan điểm đúng đắn về chánh pháp. Nếu không có sự thấy đúng đắn, nghĩa là nhìn đối tượng bằng đôi mắt chủ quan, lệch lạc hay cảm tính, đều có thể dẫn đến sai lầm trong những đánh giá, gây bao hệ lụy sai lầm. Để có sự thấy biết đúng đắn, cần loại bỏ các quan niệm tà kiến, vọng tưởng, truyền thống, phong tục tập quán, quyền lực, địa vị của người nói. Chỉ nên nhìn thẳng vào bản chất thật của mọi sự việc hiện tượng một cách khách quan. Nền tảng chánh kiến được thiết lập từ quá trình tương tác với cuộc sống và luôn diễn biến không ngừng khi ta sống từng ngày, để có từng chút một hình thành nên quan điểm. Muốn có quan điểm đúng, phải có hiểu biết sâu sắc về đạo lý và cuộc đời. Vì mục đích của Đạo Phật là chữa lành những đau khổ của cuộc đời. Chúng ta tu tập làm sao để sống an lạc giữa đời, chứ không phải tránh duyên hay quay lưng với tha nhân. Một số chánh kiến, hay còn gọi là quan điểm chân chính, quan trọng trong chánh pháp. 1. Luật nhân quả. 2. Tứ diệu đế. 3. Đạo lý vô ngã. 4. Lý vô thường. 5. Thiền định. 6. Ứng dụng được những đạo lý vào cuộc sống. Chúng ta đảnh lễ Phật cầu gia hộ cho chúng ta có được chánh kiến, gặp được thầy giỏi, sách hay, thiện hữu bạn hiền. Nếu chúng ta không cầu nguyện nơi Đức Phật mà chủ quan đi lang thang học hỏi hết nơi này đến nơi khác, có khi gặp tà sư, tà pháp mà không biết. Thứ nhì, chánh tư duy, nghĩa là tư duy đúng, suy niệm chân chính. Chánh tư duy là suy nghĩ và ôn lại những điều thiện pháp đã học, đã biết để thấm sâu trong lòng mình. Đối chiếu những điều đã biết ấy với cuộc sống thực tế. Luôn suy xét, phản biện để thử thách điều đã biết xem hợp lý và đúng đắn hay không. Bởi cái gì là chân lý thì không bao giờ sợ sự phản biện hay bẻ cong bóp méo. Lời phát nguyện hay sự sáng tạo mang lợi ích chung cho cộng đồng cũng được xem là chánh tư duy. Trí óc của chúng ta có thể đưa chúng ta đến cuộc đời nô lệ hay tự do thông qua việc tư duy tà hay chánh. Vì vậy, tâm xác định được đúng hướng là điều rất quan trọng. Để có tư duy chân chính, đúng đắn thì cần phải nuôi dưỡng tâm từ bi yêu thương lớn, thanh lọc những tư tưởng sai xấu khỏi tâm từng phút giây. Suy nghĩ, trăn trở hay nguyện vọng của chúng ta không hướng đến sự thấp hèn, vô giá trị mà đều phải xuất phát từ lợi ích chung, có giá trị cho cuộc sống. Ta có thể nhận biết tư duy đúng hay sai dựa vào dấu hiệu nhỏ sau. Thứ nhất, suy nghĩ nào
mà khiến mình bực bội, khó chịu hoặc đắc ý, đó là suy nghĩ sai. Thứ nhì, suy nghĩ nào mà khiến tâm mình lặng lẽ an vui thì suy nghĩ đó là đúng. Những người có phước thường có những suy nghĩ thiện trong tâm. Những người kém phước thường bị tư tưởng xấu khởi lên trong tâm. Vì vậy, làm phước, sám hối là một trong những cách giúp tâm được bảo hộ trong điều thiện. Thứ ba, chánh ngữ, lời nói chân chính, đúng đạo lý. Lời nói chân chính xuất phát từ sự tư duy chân chính, chân thực về đối tượng, sự việc. Và dĩ nhiên, lời nói chân chính là không chỉ nói chân thực mà còn hướng đến lời hay, ý đẹp để hoàn thiện bản thân mình và người, đồng thời xây dựng điều thiện lành, cuộc sống. Lời nói chân chính là không nói lời độc ác, chửi mắng, thóa mạ người khác. Không nói dối, bịa đặt, vu khống. Không nói xấu người khác. Không nói lời chia rẽ. Không nói lời khoe khoang. Không nói những chuyện gẫu, vu vơ, vô bổ, mất thời gian. Bên cạnh đó, có những điều là sự thật, nhưng bắt buộc phải tránh nói khi rơi vào bốn yếu tố sau. 1. Làm tổn hại nhân phẩm người khác. 2. Gây chia rẽ tình cảm giữa người với người. 3. Làm tổn hại đến sự đoàn kết, phát triển và danh dự của đạo pháp. 4. Tổn hại quyền lợi quốc gia. Chánh ngữ là những lời nói từ tốn, nhã nhặn, thiện lành, chứa đựng yêu thương, đứng đắn, chân thật, mang đến niềm an vui và lợi ích cho người tiếp nhận. Khi tu tập chánh ngữ, chúng ta nói những lời lợi ích mới nói, nếu không thì im lặng. Chúng ta nói như thế nào, làm sao để cho đạo lý hiện diện trong cuộc đời này? Mọi người xung quanh mình, khi nghe mình nói, khi thấy mình sống, dần dần trở thành người tốt, thánh thiện. Người mà muốn truyền giảng đạo lý Phật Pháp cho bá tánh thì phải có đức độ lớn, có sứ mạng hoằng pháp mới thực hiện được. Người không có đức mà trình bày đạo lý chỉ vì ngã mạn sẽ bị phản cảm, mọi người chê ghét. Thứ tư, chánh nghiệp, hành động chân chính. Chánh nghiệp là tránh làm điều sai, siêng làm điều lành để tạo nhiều công đức. Những điều chân chính là những việc thiện, mọi hành vi đều phải căn cứ vào sự tôn trọng cảm xúc và quyền lợi của người khác nhằm mang lại an vui, lợi lạc. Chánh nghiệp là làm rất nhiều điều chân chính, thiện lành nhưng phải giữ giới, tránh buông thả tâm khiến chủ quan lệch lạc con đường thiện. Làm nhiều việc thiện giúp tạo ra nhiều công đức. Chính công đức mới giúp tâm chúng ta đi vào trong an định. Công đức càng nhiều đồng nghĩa với phước báo càng lớn. Phước giúp bảo hộ tâm tránh những điều ác, khống chế, diệt trừ lầm lỗi. Nguyên tắc của chánh nghiệp là hướng hoạt động hài hòa nhất với các nguyên tắc sống cơ bản cùng những giá trị đạo đức, để những việc chúng ta làm gây được ảnh hưởng tốt đẹp vào môi trường xung quanh và ảnh hưởng tích cực lên đạo đức của chính mình. Phải huân tập những điều thiện này từng giờ, từng phút, từng giây. Chánh nghiệp khác với thiện nghiệp. Thiện nghiệp chỉ giúp người đơn thuần. Chánh nghiệp vừa giúp người, vừa hướng người đến với đạo lý để tu tập giác ngộ giải thoát, mà điều căn bản gần nhất trước tiên là giúp người tin sâu nhân quả. Chánh nghiệp là nền tảng lớn cho con đường giải thoát. Thứ năm, chánh mạng, sinh kế chân chính, cuộc sống chân chính. Chánh mạng là sự mưu sinh, là sinh kế chân chính trong cuộc sống. Vấn đề sinh kế được Đức Phật đặt ra một cách nghiêm túc trong quá trình tu hành, chứ không tránh né. Do vậy, người tu không được liều lĩnh, không được ảo tưởng. Người hiểu chánh mạng thì cuộc sống gia đình phải sắp xếp sao cho ổn định, có ăn, có mặc đầy đủ rồi mới tu hành. Vì nếu sinh kế không ổn định, đời sống khó khăn sẽ không yên tâm mà tu được. Chúng ta xây nhà phải xây từ nền móng trước, mình phải có đời sống tương đối dễ thở rồi mới thực hành tu tập được. Có người ngạc nhiên sẽ hỏi là đã tu hành sao còn đặt ra vấn đề cơm áo gạo tiền?
Chúng ta muốn tu tốt thì cần phải có sức khỏe tốt, tâm ta phải yên tĩnh, hoàn cảnh thuận lợi, không lo lắng sinh kế, không bận tâm đời sống thì mới đi sâu được vào nội tâm của mình, hóa giải bản ngã. Chánh mạng thể hiện hai điểm: đủ và đúng. Đủ cơm ăn áo mặc, đúng là nghề đó tạo phước chứ không tạo tội. Ai cũng phải mưu sinh, nhưng có nhiều cách để lập nghiệp, tốt có, xấu có. Nghề nghiệp xấu là loại ác nghiệp gây thương tổn và bất công cho người khác. Ngược lại, nghề nghiệp chân chính là việc làm không gây thương tổn và bất công cho ai. Để có được chánh mạng, đời sống vật chất chân chính, thì công việc đó phải đem lại lợi ích thiết thực, phục vụ cho xã hội, nhân sinh. Ví dụ như giáo dục, y tế, xây dựng, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ đất nước, vân vân. Tránh xa những công việc ác, ví dụ như giết mổ, buôn bán ma túy. Có những nghề luật pháp cho phép nhưng đạo lý kết tội, như vũ trường, buôn rượu, sòng bài. Bởi vì đây là nơi mà môi trường tội phạm phát sinh, đưa con người vào sự trụy lạc. Có những nghề càng làm càng tạo nhiều công đức, như trồng rừng, bảo vệ nguồn nước, bác sĩ, cứu hỏa, xử lý rác, cán bộ lo cho dân, vân vân. Tuy nhiên, những nghề có phước như trên, nếu làm với tâm không thiện chí, chân thật thì cũng tạo nhiều ác nghiệp. Ví dụ như bác sĩ nuôi bệnh của người, thầy giáo dạy không tận tâm cho học sinh hoặc dạy sai lệch khiến học sinh tiêu cực. Trồng nông sản bẩn, lợi dụng chức vụ làm điều sai quấy thiệt hại cho dân, vân vân. Là người Phật tử, khi mưu sinh ngoài xã hội thì cần phải nghĩ đến lợi ích của cộng đồng. Nếu đã chọn được nghề chân chính thì làm việc hết lòng để tạo phước báo cho mình. Chúng ta tận tụy với công việc cũng phải cân đối thời gian dành cho gia đình, thời gian tu tập, làm việc Phật sự. Dấu hiệu chánh mạng thành tựu là sinh kế chúng ta trở nên dễ dàng, thuận lợi, may mắn về tài lộc, cuộc sống sung túc, không còn bị bức ngặt, khó khăn trong đời sống. Thứ sáu, chánh tinh tấn. Nỗ lực mạnh mẽ, thực hành chánh pháp. Chánh tinh tấn là bước thứ sáu trong bát chánh đạo và là bắt đầu bước vào đỉnh cao của giáo lý đạo Phật. Có lần một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật rằng, nếu có người tu theo một giáo chủ khác thì có chứng đắc được bốn quả vị Thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán này hay không? Đức Phật trả lời, nơi nào có bát chánh đạo thì nơi đó có bốn quả vị thánh. Bát chánh đạo là một hệ thống tu tập hoàn chỉnh gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhằm tạo lập công đức, tạo nên một đời sống cực kỳ nhân lành, thánh thiện, cao quý. Còn giai đoạn 2 là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhằm tạo nên thiền định. Vậy nên, theo tiến trình bát chánh đạo, thì giai đoạn đầu, người tu phải dọn tâm mình để có một đời sống trong sạch, thánh thiện, và giai đoạn 2 là đi vào thiền định. Hai giai đoạn này bổ sung cho nhau, có nghĩa là từ một đời sống thánh thiện từ bi, công đức cao dày, chúng ta mới đi sâu vào thiền định được. Chánh tinh tấn là một ý chí sắt đá, một quyết tâm vô tận, nhưng ẩn trong vẻ hiền lành, điềm đạm, không phô trương, không nôn nóng. Không một khó khăn nào, cám dỗ nào làm người ấy lùi bước lý tưởng của mình. Luôn nỗ lực trong sự phù hợp, chuẩn xác, cố gắng hết mực, không gián đoạn trong từng giây, từng phút cho sự tu tập của mình. Thiền định là cốt tủy của đạo Phật, là con đường chính để đi đến giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, để theo đuổi tiến trình thiền định lâu dài thì ta phải chuẩn bị một ý chí kiên cường phi thường, nỗ lực thực hành công phu để có thể nhiếp tâm thanh tịnh, hay còn gọi là đạt được trạng thái chánh niệm. Thứ bảy, chánh niệm, một trạng thái có kết quả của tâm linh, kiểm soát vọng tưởng rất rõ. Trước đây, mỗi khi vọng tưởng của chúng ta khởi lên thì buộc cả bộ não của mình chạy theo tư tưởng đó. Người đạt được chánh niệm thì tách ra khỏi vọng tưởng, không bị vọng tưởng dắt mình đi từ ý niệm này
sang ý niệm khác nữa. Chánh niệm là tâm không sao lãng khi an trú trong pháp môn tu hành, luôn luôn tỉnh giác trong từng hành vi, cử chỉ, lời nói đến việc làm trong từng phút giây. Khi tâm an trú trong pháp môn tu hành không sao lãng một thời gian dài thì sẽ giúp bùng vỡ thành chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là trạng thái tâm rỗng suốt vằng vặc như vầng trăng. Khi đó những vọng tưởng trở nên nhỏ bé, lạc loài nằm ở bên ngoài, không còn làm chủ tâm mình nữa. Dù khi đó đã biết tâm mình rảnh rang vằng vặc thanh tịnh rồi, vọng tưởng còn rất ít, nhưng vẫn luôn phải biết trong thẳm sâu mình vẫn còn phiền động. Sau này, dù có sở đắc chứng thiền lên tiếp, vẫn giữ ý niệm này tồn tại mãi. Nhờ vậy mà tỉnh giác không mất, kéo dài bền vững. Nếu ta khen ngợi vẻ đẹp này của tâm, thì trạng thái tỉnh giác sáng vằng vặc này sẽ tắt dần. Trong tu tập, có một quy luật là tự chê mình thì càng tiến bộ, còn nếu khen mình thì sẽ lui sụp từ từ. Trong cuộc sống, người ta khen mình thành thật thì họ được phước, tuy nhiên người nhận lời khen thì không được mừng, mới không bị lui sụp đạo tâm. Người đạt được chánh niệm tỉnh giác kéo dài thì bắt đầu phá được năm triền cái theo như lời Đức Phật dạy, đó là tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo hối, do dự, và dần đi vào các tầng bậc chứng ngộ thiền định. Thứ 8, chánh định, chứng ngộ đạo lý vô thượng, giải thoát khổ đau, luân hồi, sinh tử. Đây là phần rất cao trong giáo lý đạo Phật, nói đến cảnh giới tu chứng đắc, chứ không phải cảnh giới của phàm phu tầm thường. Khi nói về chánh định, thì chuẩn theo lời Đức Phật dạy là gồm tứ thiền, cửu định. Đây là tiêu chuẩn căn bản cốt lõi nguyên thủy của Phật Pháp từ thời Đức Phật xác lập cho đến ngày nay, bất di, bất dịch, không thể khác đi được. Nếu chúng ta thấy sau này, một vị đại sư, tông sư nào đặt ra một loại định nào khác với tiêu chuẩn của Đức Phật đề ra, thì do vị tông sư đó sáng chế và không được xem là tiêu chuẩn trong đạo Phật. Tứ thiền, cửu định là những tầng mức tu chứng thiền định, không còn là chỗ của phàm phu nữa. Đây là những điều khó diễn giải vì là chỗ giác ngộ sở chứng của chư thánh, là cảnh giới của các ngài. Chúng ta là phàm phu, chưa đạt được nên nghe sẽ trừu tượng. Thứ nhất, sơ thiền. Đây là lời Đức Phật dạy về tiến trình tâm trong thiền. Khi một người xả ly rời bỏ được năm triền cái, thì tâm hành giả được trạng thái hân hoan. Tâm người này sẽ đi qua cái hỷ, có nghĩa là mừng. Khi mừng kéo dài, thì thân người đó sẽ được khinh an, nhẹ nhàng, lạc thọ, được cảm giác hạnh phúc, sung sướng, rồi tự động kéo tâm an trú trong định. Tới trạng thái này thì không cần dụng công nhiều. Những cảm giác hạnh phúc cứ khởi lên tràn đầy trong thân tâm và tự động nhiếp nội tâm trong trạng thái định. Những người tự động vào trạng thái định thì họ gần với sơ thiền, do họ trước đó đã đạt được chánh niệm tỉnh giác, dứt bỏ được năm triền cái. Ta thấy một người thiền, trong bên ngoài họ thanh tịnh như hư vô, lạc lẽo, khô khan, không thiết tha gì ham muốn sự đời. Nhưng thật ra, khi họ vượt qua năm triền cái rồi, thì hạnh phúc tràn ngập trong tâm của họ hơn hết mọi niềm vui chóng qua của thế gian. Lúc này hạnh phúc tuôn trào tràn ngập trong tâm mà không cần điều kiện đi tìm bên ngoài hay bị tác động từ bên ngoài. Đức Phật thuyết dạy, nói về trạng thái chứng đắc sơ thiền, nguyên văn như sau. Tỳ kheo ly dục, ly ác pháp. Chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tầm, với tứ. Ly dục có nghĩa là chấm dứt tất cả mọi ham muốn, chứ không riêng luyến ái thế gian. Chúng ta nghe một nhà sư tu trong một âm vắng ở rừng núi, không còn bất cứ ham muốn gì nữa của thế gian, thì ta hình dung nhà sư này héo hắt, quạnh quẽ, cô đơn. Trong khi chúng ta nghĩ, người đời thì có chuyện này, thích chuyện kia, đủ thứ, thì đời mới vui. Thật ra, khi tâm người tu tập ly dục, có nghĩa là tâm họ tràn ngập hạnh phúc. Do quá hạnh phúc
nên họ không cần bất cứ điều gì bên ngoài thế gian nữa. Chúng ta thường nghe tu theo đạo Phật là hết vô minh, hết ngu si, hết ác nghiệp. Chữ ly dục mà Đức Phật dùng để an trú sơ thiền là không còn ham muốn gì nữa, vì quá hạnh phúc đầy đủ trong tâm hành giả. Hạnh phúc này chúng ta không thể tưởng tượng nổi, không thể diễn tả hết trạng thái này bằng lời, phải chứng đắc mới biết hết. Có hai điều kiện để chứng sơ thiền là ly dục và ly ác pháp. Ác pháp là những điều bất thiện trong tâm chúng ta. Ly ác pháp là người này không còn những điều bất thiện trong tâm, thì có nghĩa người tu này có tâm hồn cực kỳ thánh thiện, đạo đức, oai nghi, tế hạnh, có thánh tính nhân từ hiền lành. Người đạt trạng thái định thì tâm luôn thuần thiện, trí tuệ sáng suốt. Nếu tâm còn chút cấu uế nhỏ nhiệm thì cũng không thể vào định được. Người đạt sơ thiền thì tinh tế, trí tuệ sáng suốt, thấu suốt được bản chất của các hiện tượng, sự việc nhỏ như sợi tóc. Họ có thể đạt được, nhìn thấy chân lý như cái chấm trên đầu cây kim vậy. Do họ kiểm soát bản thân nên người bên ngoài nhúc nhích điều gì thì họ biết liền, nhưng tâm họ từ ái bao dung với mọi người. Tầm và tứ là những ý niệm vi tế còn ẩn chứa bên trong. Người chứng sơ thiền thì tâm vắng bặt trống không, không còn vọng tưởng. Vậy mà Đức Phật biết trong tâm ý niệm vẫn còn. Ở đây những ý niệm tạp không còn, nhưng còn những ý niệm đạo lý trong tâm. Người đã chứng sơ thiền thì tâm bắt đầu bất động, nhưng bản thân vẫn không nhìn thấy những ý niệm đạo lý ẩn sâu vi tế trong tâm này. Đức Phật nói, trạng thái của người chứng sơ thiền giống như cục bột tắm được nhồi nước từ trong ra ngoài, thơm trong mát mà không chảy lòng thòng. Vì lúc đó, trạng thái tâm của người này giống như một khối bột ướt, mềm mại, nhu nhuyễn, toàn thân. Thấy tâm như khối bột ướt nhuyễn, thơm, trong mát mà không chảy lòng thòng. Cái hạnh phúc đó không rớt ra khỏi thân. Hạnh phúc đó vững chắc, an ổn mà mềm mại, thấm đều từ trong ra ngoài của toàn thân. Lúc đó, cảm giác thân mình mềm như cục bột nhão ướt, hạnh phúc toàn thân. Đó là trạng thái của sơ thiền. Người chứng sơ thiền thì tâm linh sống ở thế giới khác. Họ sống ở cuộc đời, nhưng hạnh phúc của họ đang hưởng là ở cõi trời. Còn chúng ta vui buồn, đau khổ, hạnh phúc theo cõi người, theo dòng nghiệp lực dẫn dắt ở thế gian. Tuy nhiên, người chứng sơ thiền vẫn có thể thoái chuyển nếu còn tà kiến, kiêu ngạo, là tự xem mình bằng như Phật, chê bai người khác, chứ không phải sơ thiền là cố định. Do kiêu mạn thì công đức sẽ bị tổn, do đó người tu cần phải luôn khiêm hạ, thấy mình còn dở thì mới tiếp tục tiến bộ. Thứ nhì, nhị thiền. Nguyên văn lời Đức Phật: Tỳ kheo, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Khi một người không tự mãn nơi từng mức sơ thiền, biết thẳm sâu trong mình còn vô minh chấp ngã, nên người này bỏ dần thầm kín về đạo lý thì đạt được định bất động hoàn toàn, Phật gọi là nhị thiền. Từ trước đến nay, người tu cứ thấy tâm bất động hoàn toàn, an nhiên tự tại thì tưởng mình chứng đắc viên mãn, nhưng thật ra hiểu không đúng. Chúng ta đều hiểu sai hết. Tầng mức, lộ trình của đạo Phật thật là cao xa, vời vợi. Người tu đến mức không còn tâm tế, tâm bất động hoàn toàn, nhất tâm nội tỉnh, thì nay nghe lời Phật nói mới biết người này mới chứng nhị thiền và đường vào Niết Bàn còn xa thăm thẳm. Ở mức nhị thiền này vẫn còn hỷ lạc. Hỷ lạc ở sơ thiền có được là do ly dục, ly ác pháp, tâm thuần thiện nên phát sanh hỷ lạc. Hỷ lạc của nhị thiền là do tâm an định vững chắc. Niềm vui tuôn trào ở đây vi tế hơn và lớn hơn. Lúc này hành giả sống thế giới của tâm vắng lặng, sáng suốt hoàn toàn, chứ không còn sống trong thế giới của thân nữa.
trong thế giới của tâm vắng lặng đó thì trí tuệ và hạnh phúc có mặt. Người chứng nhị thiền thì trí tuệ cực kỳ bén nhạy, thấu suốt mọi vấn đề. Khi nhìn lại hạnh phúc của sơ thiền thì hành giả thấy dù hạnh phúc tràn đầy nhưng vẫn còn dao động. Hạnh phúc của nhị thiền thì to lớn và thanh tịnh hơn. Đức Phật thí dụ trạng thái hạnh phúc của nhị thiền như sau: như có một hồ nước lớn mênh mông tràn đầy, được xây bít lại xung quanh, không cho nước trong hồ chảy ra ngoài. Từ trong hồ có những mạch nước phun trào ra thêm, và thỉnh thoảng mưa trên trời lại đổ nước tiếp tục vô cái hồ nước đó, nhưng vĩnh viễn không có một giọt nước nào tràn ra bên ngoài hồ. Đó là trạng thái của nhị thiền. Hạnh phúc của nhị thiền rất vĩ đại, bất tận vô biên, không có gì của thế gian có thể so sánh được. Người chứng nhị thiền thì thấy niềm vui tràn ngập cả thân tâm trong mát, thanh khiết và vô tận. Họ có thể tọa thiền khá lâu, từ vài giờ cho đến vài ngày liên tục. Họ có một số thần thông, biết quá khứ vị lai, đọc được tâm người khác, có khả năng xuất thân và tâm ra, còn gọi là xuất hồn, có nghĩa là thân ngồi kiết già ở đó, nhưng tâm đi vân du đến các cảnh giới khác trên các tầng trời thiên giới được. Tuy nhiên, Đức Phật dặn dò không cho phép sử dụng thần thông bởi sẽ kẹt lại bản ngã. Người chứng nhị thiền có thể chết tự tại. Họ biết trước giờ chết có thể có bệnh chút ít, ngồi kiết già nhắm mắt bỏ nhục thân ra đi nhẹ nhàng. Người chứng nhị thiền nếu có tà kiến thì kiếp này không bị lui sụp đạo tâm vì định họ rất vững vàng, nhưng họ vẫn phải trả quả ở kiếp sau. Dù tu tập đến mức độ nào thì hành giả cần nhớ là luôn tìm chỗ dở của mình, cần biết là vô minh, chấp ngã, phiền động trong thẳm sâu vẫn còn chưa hết, nhờ vậy mà tiếp tục tiến bộ. Người chứng nhị thiền thì nhân quả không xảy ra liền mà phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới trổ tới quả báo. Thứ ba, tam thiền. Nguyên văn lời Phật: tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Trong sự chứng đắc của sơ thiền và nhị thiền còn có niềm vui mừng, đó là động. Khi chứng đến tam thiền thì ly hỷ trú xả, có nghĩa là buông bỏ sự mừng vui. Niềm vui ở tam thiền rất vi tế thuần tịnh và đã chấm dứt sự vui mừng xao động ở tâm. Xả niệm lạc trú có nghĩa là bỏ niệm, bỏ phần tâm thức cạn của ý thức để an trú sâu vào thế giới của vô thức bí mật. Tâm chúng ta có hai phần là ý thức và vô thức. Phần ý thức là phần ta nhìn thấy, cảm nhận được. Phần vô thức thì sâu ẩn, ta không nhìn thấy hay cảm nhận được, còn gọi là tiềm thức. Cái mà chúng ta thấy được là rất nhỏ của tâm, còn phần lớn ta không thấy được hoạt động của tâm thức ra sao. Người chứng tam thiền thì vào sâu được phần vô thức vi tế của tâm thức, có thể thấy được những hoạt động bí mật của tâm. Khi hành giả thấy được hoạt động của tâm rồi thì một thế giới mới mở ra. Lúc này hành giả thấy thế giới này toàn là tâm. Ở nhị thiền thì có thế giới vật chất và tâm riêng biệt, và hành giả bỏ thế giới vật chất mà an trú hẳn vào tâm. Khi chứng đến tam thiền, hành giả nhập định vào sâu vô thức. Lúc này thế giới vật chất và tâm là một. Khi ấy người tu chứng thay đổi hoàn toàn quan điểm sống, thấy thế giới vật chất và tinh thần là một. Chẳng hạn hành giả nhìn thấy một bông hoa là vật chất, nhưng thật ra chỉ là ảo ảnh của tâm thức mà thôi. Hoặc hành giả nhìn trời đất, vũ trụ, vạn hữu, sinh diệt cũng là ảo ảnh của tâm thức mà thôi, không tách rời khỏi tâm thức. Đây là điều hết sức kỳ lạ nhiệm màu về cái nhìn thế giới của Bậc Thánh chứng đắc. Đây là chỗ bí mật, cảnh giới của Bậc Thánh trong Đạo Phật mà người chứng đắc mới biết được. Ở cảnh giới này, hành giả điều khiển được vật chất, vì vật chất cũng chính là tâm thức. Đây cũng là chỗ mà khoa học hiện đại ngày nay không giải thích được về ngoại cảm. Người chứng tam thiền thì ngoài việc có thần thông, siêu thoát,
họ cũng phát hiện ra các tà kiến. Chẳng hạn người ngồi thiền định thấy phát ánh sáng phủ trùm. Trong ánh sáng đó, họ thấy chư Phật, chư Bồ Tát đến nói chuyện với họ, xoa đầu, thọ ký cho họ chứng đạo. Thì những ảo ảnh đó họ nghĩ là thật ở mức độ sơ thiền, nhị thiền. Nhưng khi người chứng đắc đến tam thiền thì phát hiện ra tất cả là ảo ảnh từ vô thức phát ra. Do trước đây họ chưa vào được vô thức nên họ không biết thủ phạm ở đâu. Không ngờ những ảo ảnh cao siêu vi diệu như vậy đều do vô thức bí mật tạo ra, lừa gạt bản ngã của người tu, làm bản ngã khởi dậy, cho rằng mình đã chứng đắc hơn người, từ đó gây đổ vỡ công đức. Người chứng tới tam thiền mới sáng suốt phát hiện ra trò đùa nghịch tinh quái này của vô thức. Tuy nhiên, tại sao có người tu bị vô thức lừa gạt nhưng có người tu không bị vô thức lừa? Đó là do gieo nhân ban đầu. Nếu ban đầu phát tâm tu hành với tâm thuần thiện, hiền hòa, vị tha, có lý tưởng muốn độ sinh, thương yêu con người, mang điều lợi ích đến cho chúng sinh, với tâm đạo thiện lành đó thì người tu sẽ không bị trò đùa quái ác của vô thức. Còn người gieo nhân ban đầu không lành mạnh, có tham vọng muốn cao siêu, muốn mọi người phải tôn kính thuần thục, chính tham vọng cá nhân ban đầu, bí mật đó của bản ngã, vô tình gieo nhân xấu, thì khi hành giả tu tập công phu khá một chút, vô thức sẽ lập tức tạo ra vô số trò đùa quái ác, gây đổ vỡ đường tu. Người chứng tam thiền thì nhập định được vào vô thức, thấy rõ nên không còn bị ảo ảnh lừa gạt nữa. Khi vô thức phát khởi, manh nha, thì hành giả trong một sát na nhìn thấy liền nên buông bỏ, vượt qua được. Người chứng tam thiền khi nhập định sâu vào vô thức thì các giác quan bắt đầu dừng hoạt động, cho nên hành giả ngồi tâm bất động. Trung khu thần kinh không hoạt động nên mắt không thấy, tai không nghe, vân vân. Ngoại cảnh bên ngoài không làm sao động họ được. Nghe đến chỗ này ta liên tưởng người tam thiền thì giống như cây, như đá. Thật ra không phải. Bằng tâm trực tiếp, hành giả thấy thấu suốt cả tam thiên, đại thiên thế giới bao la. Họ có thể biết mọi chuyện của thế giới, trời đất, vũ trụ. Nên chuyện biết, việc này, việc kia, từ lục địa này sang lục địa khác của trái đất là chuyện nhỏ. Chúng ta thấy thiền định trong đạo Phật khủng khiếp như vậy do hành giả lúc này đã vào cảnh giới tâm và vật chất viên dung hòa hợp thành một nên họ biết mọi việc của vũ trụ. Tất cả sự vật nhỏ như hạt bụi cho đến sông núi, đại địa vũ trụ bao la to lớn đều từ tâm thức ảo ảnh mà ra nên họ biết mọi chuyện. Trong kinh văn, chúng ta thấy Đức Phật nói về tam thiền rất khiêm tốn. Nếu người không tu chứng thì sẽ không thấy gì đặc biệt. Người tu chứng sẽ thấy sự kỳ vĩ, lạ lùng. Đức Phật ví trạng thái tam thiền giống như một hoa sen chìm trong nước, mọc phát triển từ từ dưới bùn đi lên. Hoa sen còn trong nước, chứ chưa nhô ra khỏi mặt nước thì đã được nước thấm tràn đầy từ ngọn đến gốc. Hạnh phúc của người chứng tam thiền cũng như vậy, hạnh phúc yên tĩnh, thanh khiết và thấm đầy cả tâm như cọng hoa sen còn nhúng chìm trong nước. Chúng ta nghe đến đây đều không hiểu rõ sự vĩ đại của tam thiền như thế nào. Người chứng tam thiền thì toàn thân của họ cho đến từng móng chân, móng tay đều tràn ngập niềm hạnh phúc của ly hỷ trú xả. Cái hạnh phúc vĩ đại vi diệu mà cho đến từng ngón tay, ngón chân, từng lỗ chân lông nhỏ thấm đều như nhau. Chúng ta thấy Đức Phật ví dụ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa rất là lớn lao, không đơn giản. Người chứng tam thiền thì muốn viên tịch lúc nào cũng được. Họ có thể dùng lửa tam muội của thiền định đốt thân xác ra tro bụi trong chớp mắt. Ở nhị thiền thì họ biết trước ngày chết và thanh thản chờ cái chết đến. Người nhị thiền có thể dùng sức định kéo dài được cái chết, nhưng họ biết nhân duyên đã đến nên buông bỏ nhục thân theo tự nhiên. Còn người chứng tam thiền thì muốn bỏ nhục thân lúc nào cũng được, họ tự tại trong sự sống chết. Người chứng tam thiền khi viên tịch thì thân không bị mục nát, vài trăm năm sau cơ thể vẫn bất hoại với thời gian do sức định của họ. Ở Việt Nam tại chùa Đậu có hai thiền sư là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, khi viên tịch thì thân họ bất hoại với thời gian. Người chứng tam thiền
nếu không có vị đại sư hướng dẫn thì cứ tưởng mình chứng viên mãn rồi, không biết là mình đã xong chưa hay còn phải tiếp tục tu tập nữa. Nếu không có minh sư hướng dẫn thì do không biết, họ sẽ an trú luôn. Người chứng tam thiền thì không ai khuyên họ được, bởi họ thần thông, tự tại, an lạc, siêu phàm. Nhưng thật ra theo Đức Phật dạy thì chấp ngã và vô minh vi tế sâu thẳm vẫn còn. Thứ tư, tứ thiền. Nguyên văn Đức Phật nói về tứ thiền: xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, chứng và an trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Người chứng tứ thiền thì không còn vui mừng hạnh phúc sao động vi tế như ở tam thiền. Ở trạng thái này chấm dứt luôn, cái lạc có nghĩa là sự vui, nên đối trọng là sự đau buồn cũng chấm dứt luôn. Người chứng đến tứ thiền xem như đã giải thoát, an lạc. Nếu như ở tam thiền là bỏ phần tâm thức cạn mà nhập vào phần vô thức vi tế vĩ đại mênh mông, nhưng vẫn còn nằm trong tâm thức nên gọi là xả niệm lạc trú, thì ở tứ thiền thoát hẳn hoàn toàn thế giới của tâm thức, có nghĩa là không còn tâm, không còn bản ngã nữa, dù là ý thức hay vô thức cũng không còn, và trở thành vô ngã, nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Người chứng tứ thiền thì bản ngã không còn, do không còn tâm thức nên hành giả trở thành toàn thể vũ trụ. Đức Phật ví trạng thái hạnh phúc an lạc của tứ thiền rất khiêm tốn, như một công án, một ẩn ngữ, một bài toán cho chúng ta chiêm nghiệm qua cuộc đời tu tập của mình. Đức Phật ví hình ảnh như một người ngồi trùm một tấm vải trắng phủ toàn thân từ đầu đến chân. Người này có sự sáng suốt thanh tịnh toàn thân, từ sợi tóc trên đầu cho đến cái móng chân, móng tay cũng có sự hiểu biết, sáng suốt, thanh tịnh như bộ não. Chúng ta nghe Đức Phật nói người chứng tứ thiền đến cả móng tay, móng chân mà cũng có đầy đủ trí tuệ, có sự hiểu biết sáng suốt như bộ não thì quả là bất khả tư nghì, trí phàm không thể hiểu tới nổi. Tứ thiền là nơi xuất phát của tam minh lục thông. Một người mà thoát hẳn khỏi hệ thống tâm thức, bản ngã, không còn để trở thành cả pháp giới bao la vũ trụ thì không đơn giản. Ở mức độ này, hành giả cảm nhận một giọt nước chứa đựng cả một đại dương và cả một đại dương nằm trong một giọt nước. Đây là sự bí ẩn của cảnh giới tứ thiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, đầu một mũi kim chứa đựng cả tam thiên, đại thiên thế giới. Ở chỗ này chúng ta nghe khó hiểu, nhưng đó lại là chân lý. Đây là chỗ các kinh điển hệ phát triển mà những chư tổ đời sau khai triển mô tả là vạn sự giai không, không lớn, không nhỏ, không trong, không ngoài, không dơ, không sạch, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Người chứng tứ thiền có tam minh lục thông nên có thể nhớ lại vô lượng kiếp của mình. Hành giả có thể nhớ lại chính xác từng kiếp của mình, cha mẹ mình là ai, mình sinh sống ở đâu, mình đã làm những hạnh nghiệp gì, vân vân. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, thế kiếp ban đầu của con người là gì để bây giờ chúng ta mãi trôi lăn trong luân hồi sinh tử? Chỗ này, người chứng đắc tứ thiền biết được nhưng không nói được, cũng như không dùng ngôn ngữ diễn tả được. Ngay cả Đức Phật cũng im lặng không trả lời về điều này. Đức Phật từng nói, giống như một người trúng mũi tên độc, cứ mãi tìm hiểu xem mũi tên độc làm bằng chất liệu gì, loại thuốc độc đó là gì, ai bắn mình vì lý do gì, vân vân. Cứ tìm hiểu mãi chưa rõ nguyên nhân thì thuốc độc ngấm vào mà chết. Cũng như vậy, chúng ta luôn muốn biết nguồn gốc của vũ trụ, kiếp ban đầu của con người là gì. Đó là những điều tuyệt đối chúng ta không chạm đến được, nên Đức Phật im lặng, không giải thích. Khởi nguyên ban đầu của luân hồi là điều bí mật tuyệt đối, trong đó có hai điều là tất nhiên và ngẫu nhiên. Tất nhiên là theo nhân quả vận hành, chúng ta gieo nhân gì thì gặt hái quả theo hạnh nghiệp của mình. Tuy nhiên, còn có yếu tố ngẫu nhiên là sự vận hành của vũ trụ. Kết hợp cả hai yếu tố ngẫu nhiên và tất nhiên này mà khởi đầu của luân hồi xuất hiện. Người chứng tứ thiền thì biết khởi nguyên của luân hồi
khởi nguyên của vũ trụ, theo sự biến thiên tuần hoàn sinh diệt tự nhiên, hành giả có thể phân thân, một thân thành cả ngàn thân khác nhau. Vị này có thể bay lên hư không, chạm tay vào mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú trong vũ trụ bao la, có thể đi vào lòng đất, đi xuyên qua vách núi, có thể đi trên mặt nước, vân vân. Đây là những thần thông mà Đức Phật nói rất rõ ràng cụ thể mà người chứng tứ thiền làm được dễ dàng. Chúng ta thấy người chứng đắc trong đạo Phật năng lực thật phi thường, nhưng đa phần đều không sử dụng thần thông này, mà các vị trưởng lão khi chứng đắc chỉ lo hoằng pháp độ sinh bằng đạo lý để tăng trưởng những nỗ lực và nếp sống đạo đức của con người. Đó mới là mục tiêu mà Đức Phật đề ra nhằm cứu giúp chúng sinh khỏi bể khổ, trầm luân. Điều quan trọng nhất mà Đức Phật ca ngợi ở người chứng tứ thiền là vị thánh này hiểu được bản chất đau khổ của kiếp nhân sinh. Điều này làm chúng ta hết sức ngạc nhiên vì cứ nghĩ rằng người chứng đắc thì phải hiểu chân lý cao siêu lắm, nhưng khi chứng tột cùng thì thấy kiếp người là đau khổ, là vạn hữu, là hợp duyên, là giả tướng, chứ không thật có. Đức Phật đã có định nghĩa rất căn bản, chỉ công nhận người chứng tam minh lục thông phải biết tứ diệu đế thì mới có thánh trí A-la-hán. Còn người tu tập dù có lục thông mà chưa biết tứ diệu đế thì vẫn xem là chưa chứng đắc trong đạo Phật. Người muốn làm thánh thì phải có trí tuệ, bậc thánh thấp thì có trí thấp, bậc thánh vừa có trí tuệ vừa, bậc thánh cao thì có trí tuệ cao. Bậc thánh cao tột thì phải hiểu bát chánh đạo, tứ diệu đế, vì đây là cốt tủy, là chân lý giải thoát muôn đời của đạo Phật. Sau này chúng ta có tham khảo các kinh văn hệ phát triển như Kim Cang, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Bát Nhã Tâm Kinh, Viên Giác Đại Bát Niết Bàn, v.v. thì đều phải dựa vào tứ diệu đế làm chuẩn mực. Bất cứ giáo lý nào cũng phải phù hợp với tứ diệu đế thì đó mới là đạo Phật. Còn nếu giáo lý nào không phù hợp thì chúng ta tham khảo để đó. Tuần tự của bát chánh đạo là một mắt xích thắt chặt liền nhau và có sự ảnh hưởng qua lại với nhau, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Cái chánh ở trước tạo ra cái chánh phía sau, nhưng cái sau cũng sẽ củng cố ngược lại cho cái trước. Khi đạt được chánh định, ta sẽ hiểu được các chi nhánh trước một cách sáng tỏ, tường tận, từng chi tiết. Chúng ta cần dựa vào lộ trình bát chánh đạo trong tứ diệu đế làm tiêu chuẩn tu tập chân chính trong đạo Phật. Một lộ trình chân lý đưa chúng ta vượt thoát khỏi những khổ đau của những tạm bợ cuộc đời.